em mà chứ học không làm gì hết. Nên cho đụng vô này thì em biết nhiều việc hơn. Thì bạn này mất xe, tự nhiên em phải lo theo luôn. Là em với bạn này cùng đi làm để bù lại chiếc xe đó. Ủa là sao lại cùng đi làm? Lúc đó chưa là gì của nhau mà. Nhưng mà em có nói một câu, em nói với bạn đó là nếu ba mẹ của Trâm á mà đồng ý thì mối quan hệ này Trâm sẽ tiếp tục. Nhưng còn nếu mà ba mẹ có thể là khuyên nhủ em thế này thế kia thì em sẽ vì gia đình em nhiều hơn. Thì cho bạn này về. Không may anh, không phải cha mẹ không thích mà là cả dòng họ em thích, cả hàng xóm em thích luôn. Trời, nói đâu không may anh. Không may. Nhưng mà có phải là chồng đàn vợ hát không, cho chị hỏi một chút. Dạ có, đây là em xin chào anh Quốc Thuận cũng như là chị Thanh Vân ạ. Hôm nay thì hai vợ chồng em cũng có một món quà nhỏ nhỏ muốn dành tặng cho hai anh chị cũng như là tất cả các khán giả đang xem đài truyền hình ạ. Dạ cho em xin phép, hôm nay chồng em sẽ đờn ca, còn em sẽ múa một điệu múa nhỏ nhỏ ạ. Wow. Chào em, cho em xin phép mở trước. Rồi mời em. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ ngắm em trong bộ đồ anh yêu. Có em ở phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son mỗi khi gần anh, 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi. Vì anh thích hôn lên môi, hay lên đâu cũng được. Em không cần make up từ sáng đến tối, anh chót yêu luôn một mặt nơi em. Em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng đẹp. Rồi mai này ta ra đi, em muốn chơi sân nhà đầy hoa. Anh nói em còn bên anh, thì sao cũng được. Một cái bụng mở đầu rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Cảm ơn hai vợ chồng nhiều. Thôi mời em giới thiệu về mình luôn. Đúng rồi. Em chào anh chị cũng như tất cả quý khán giả. Em tên là Dương Ngọc Trâm, năm nay em 30 tuổi. Em đang công tác ở Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc của Sở Văn hóa Thành phố. Bảo sao? Nhưng mà. Rồi bây giờ mời anh bộ đội. Dạ. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Thanh Vân và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em Trung Quý Đồng Văn Buôn, năm nay 30 tuổi. Hiện tại em đang là chính trị viên đại đội 18 trung đoàn 1 sư đoàn 9 quân đoàn 4. Nghe cái tên của bạn rất là lạ ạ, Đoàn Văn Buôn. 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 Tên của em nghe lạ thế, thì có cái xuất phát đặc biệt gì không? Dạ thưa anh chị, thì tên của em là do ông ngoại đặt. Ông ngoại em thì ngày xưa rất là giỏi tiếng Pháp. Cái chữ Buôn này là nếu mà dịch qua sát nghĩa với tiếng Việt là nó có ý gì không? Dạ cũng là những cái phiên âm của những con số mà. Thí dụ như anh hai em là On, On là số 1 của tiếng Pháp. Anh kế em là Son thì nó là Not, nó Son. Còn Buôn của em á, thì ngày xưa á, nó là phiên âm mà có chữ F. Nhưng mà sau này á, thì cán bộ dân số ở xã họ đổi lại cho phù hợp với cái tiếng Việt. Khi mà Trâm gặp Buôn thì em có cảm thấy đặc biệt và ấn tượng với tên này không? Đúng rồi. Dạ, nếu mà nói về cái lần đầu tiên gặp gỡ á, thì phải ngược dòng thời gian về 11 năm về trước. Wow. Như vậy năm. Là cái mối tình này là lâu dài lắm nha. Đúng rồi. Hồi xưa thì em và chồng em đều là những cô cậu rất là còn trẻ lên Sài Gòn để học tập. Thì em và chồng em cùng học chung một trường đại học, cùng học chung một khoa luôn, cùng chung một lớp. Xong thì em muốn gặp ông này. Thì ông này thì cũng cao to, được gọi là lớp trưởng của lớp nữa. Rất là quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp. Hay nhắn tin hỏi là chúc buổi sáng vui vẻ, chúc buổi tối tốt lành kia. Mà không bao giờ thấy nhắn tin kia. Thì học một thời gian được vài tháng đầu á, thì hỏi ra, xong mới biết là do em xài Vina. Cho em xài mạng Vina, bạn xài bạn được theo nên bạn có nhắn cho em. Em sợ tốn tiền. Có nghĩa là thật ra đó là nhắn cho cùng mạng á. Dạ, cùng miễn mạng phí. Cho miễn phí đó. Thật sự thì cái việc mà em nhắn tin thì giờ em nó cũng nói hơi quá. Tại vì trong lớp em là nó gần tới lớp đại học, em nhớ là gần 60 người. Thì em chỉ nhắn với một số bạn mà hiện tại một số em, là bao nhiêu em? Ví dụ như là em nhớ 8 người hay là 18 người? Khoảng mười mấy người là em đã từng gặp, từng tiếp xúc, từng xin số điện thoại. Lúc đó là thậm chí là em chưa có số điện thoại của vợ em. Em với chồng em thì chung chơi chung một cái nhóm bạn nữa. Thì hôm đó là có sinh nhật một bạn, thì có một sự cố xảy ra là ông này ông bị mất chiếc xe. Mất xe? Mất chiếc xe máy. Nhưng mà có một chuyện là nhà chồng em thì làm nông, nên cái việc có một chiếc xe máy nó rất là khó khăn. Nên rất là quý. Khi mà biết mất chiếc xe lúc đó thì mình cũng đã có thiện cảm một tí với cái anh này rồi. Xong rồi thấy ảnh lại mất xe, xong rồi cũng nói chuyện này kia. Nhưng mà lúc đó là em á, thì nhà em ở dưới Cà Mau, gia đình cũng gọi là hơi khá giả một tí. Thì em cũng không phải làm một cái bất cứ việc gì hết á. Em chỉ có lên em đi học thôi.
chắc là ông trời thấy em là chỉ học thôi không làm gì hết, nên cho đụng vô này để em biết nhiều việc hơn. Thì bạn này mất xe, tự nhiên em phải lo theo luôn, là em với bạn này cùng đi làm để bù lại chiếc xe đó. Ủa là sao? Cùng đi làm là lúc đó chưa là gì của nhau mà. Nhưng mà lúc đó cũng đã nhắn tin nói chuyện qua lại, và cũng như là bạn cũng có ngỏ ý là làm quen. À, thời điểm đó thì mình cũng chưa có nhiều việc, mình có mỗi việc học thôi, thì mình cũng muốn đi làm thêm. Thế cũng đi làm thêm chung với bạn này. Em với bạn cùng hùng lại nhau 10 triệu để em về cho nhà bạn. Để nói là do một cái người bạn khác là mất xe, nên thền lại, bồi thường lại á. Thì lúc đó chắc là em dạy trai á. Đúng là vậy. Anh đang định nói đây, bé nói luôn rồi. Từ đầu em cũng không biết vợ em ở gia đình khá giả đâu. Vợ em rất là bình thường, không biết trang điểm, không biết, nói chung không biết diện, ăn diện. Và thật sự trong lớp thì em chỉ ấn tượng với vợ em là ăn nói rất là lớn tiếng và rất là hổ báo. Quát nạt mấy bạn trai trong lớp luôn. Thấy chưa? Đó là cái bộ mặt rất là dữ tợn. Nói chung là em không để ý gì tới vợ em hết. Kể từ sau này em mới bắt đầu chú ý tới vợ em. Và sau này vợ em mới bắt đầu là mới trang điểm, rồi an diện này kia, mới dịu dàng lại. Dạ, dịu dàng lại, đồng tính không còn hổ báo nữa. Ấn tượng của chàng trai này trong mắt của Trâm thì sao? Đây là chàng trai đầu tiên mà em chủ động làm quen. Đây là cái khoảng thời gian mà hai đứa cùng kiếm tiền là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất. Rồi hai người quen nhau bao nhiêu lâu thì đi đến kết hôn? Dạ, quen nhau 7 năm và kết hôn 4 năm. Dạ, là 11 năm tại giờ. Thì em với bạn Quân có một cái điểm chung với nhau là rất thích kinh doanh. Em với bạn còn làm một chiếc xe trà chanh, bán trà chanh trước trường nữa. Nên thời điểm đó cũng rất là vui. Tất cả các bạn ở trong trường rất là ủng hộ tụi em. Bán trà chanh xong rồi tới bán đồng hồ. Đúng là em buôn bán nhiều lắm. Thời điểm đó là em vừa học vừa buôn bán. Ủa nhưng mà cái lúc mà đi kinh doanh trà chanh đồng hồ là lúc đó là Quân chưa có đi bộ đội đúng không? Dạ chưa. Dạ. Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì vợ em quyết định là học tiếp thạc sĩ. Còn đối với em thì em ra trường làm được nửa năm thì em có lệnh nhập ngũ. Em mới lên đường nhập ngũ. Nhập ngũ thì được cũng 6 tháng tân binh tại Bộ Tham mưu Quân khu 7. Thì các anh tạo điều kiện cho em đi học văn bằng 2 Đại học Sĩ quan Chính trị. Thì sau khi học 2 năm về thì em mới lấy vợ. Khi mà biết tin bạn này sẽ đi nghĩa vụ thì tụi em đã quen nhau cũng được 4 năm đại học rồi. Nhưng mà em chưa bao giờ nói với cha mẹ về cái việc có bạn này xuất hiện hết. Thì trước khi đi nghĩa vụ thì em cũng thực hiện cái lời hứa với bạn là em sẽ mời bạn về nhà cũng như là giới thiệu cho ba mẹ. Nhưng mà em có nói một câu, em nói với bạn là nếu ba mẹ của Trâm á mà đồng ý thì mối quan hệ này Trâm sẽ tiếp tục. Nhưng còn nếu mà ba mẹ có thể là khuyên nhủ em thế này thế kia thì em sẽ vì gia đình em nhiều hơn. Thì cho bạn này về. Không may anh, không phải cha mẹ không thích mà là cả dòng họ em thích, cả hàng xóm em thích luôn. Trời, nói câu không may anh. Không may. Bất ngờ. Bất ngờ. Nên là bạn này được một cái tính là bạn rất là được lòng những người lớn tuổi. Và bạn có một cái bạn hiền, cũng chăm tính một tí. Nên đó cũng là cái lý do mà em cũng khuyên bạn á, là nếu có cơ hội thì Trâm nghĩ là Bùi nên đi theo con đường đó, để cho bạn vững tin, để bạn đi bạn... Anh cứ đi làm nghĩa vụ đi, em ở nhà em chờ. Không, chờ thì hồi xưa giờ hai đứa vẫn không hứa gì hết. Duyên đến đâu thì hai vợ chồng sẽ hưởng đến đó. Hai đứa sẽ yêu nhau đến đó mà thôi, chứ không bao giờ nói trước điều gì hết. Thì bạn đi, thì trong khoảng thời gian mà 6 tháng đó rất là cực hình. Thời điểm đó em lại học lên nữa, em lại học lên thạc sĩ nữa. Em vừa đi làm công việc của em vừa đi học lên. Nhưng mà may mắn rằng ngay thời điểm đó em lựa chọn là em học lên. Bởi vì khi em học lên thì nó sẽ có nhiều thứ để em phải bận tâm hơn là việc bận tâm về bạn. Đúng rồi. Cũng như là việc bận tâm về những người khác xung quanh em. Buôn được một cái là từ thời điểm đó đến bây giờ á, thì dù ở nhà rất ít nhưng thời điểm ở nhà rất là chất lượng. Chồng em ở nhà, em thường hay nói với mọi người á là mọi người cứ nói là trời ơi tội nghiệp bé này quá, nó có chồng mà phải đi làm xa này kia. Em nói không mọi người, em rất là vui, em rất là thích cái hiện tại bây giờ luôn á. Em rất là thích như vậy. Có nghĩa là một tuần chồng em đi trực, một tuần về, nhưng mà một tuần chồng em về đó chất lượng. Chồng em làm hết tất cả mọi việc cho em. Làm nhưng mà không càm ràm, chỉ có về nhà là hung vợ xong rồi làm hết mọi việc. Trời. Cứ như vậy, rồi nấu ăn cũng vậy nữa. Bạn cực kỳ lãng mạn, mà lãng mạn quá luôn á. Thôi bây giờ không có hỏi nữa. Khen nhiều quá anh ơi. Không hỏi nữa. Đôi nào mà khen nhau nhiều như đôi này luôn. Hỏi làm gì trong khi ở dưới kìa chưa có ai có vợ hết trơn kìa. Trong mặt chứ. Đó. Vì cái lý do gì mà khi mà Bun vừa tốt nghiệp ra trường thì Bun lại là cưới Trâm liền vậy? Thật ra là Bun hứa với em á là năm 30 tuổi là thời điểm này mới cưới nè. Nhưng không biết về cái là hai bên gia đình hối.
Thôi, tại vì nhà em là cực kỳ, phải nói là cả dòng họ em cực kỳ thích thích bạn này luôn. Thích lắm. Hiện tại tới giờ vẫn vậy, mẹ em tối nào cũng điện cho em, cứ hỏi Buôn về không con, hôm nay Buôn về không. Con nhớ là con nhẹ nhàng với chồng thôi nghe, con thương chồng. Cứ dạ. Cái câu nhẹ nhàng là chút là có cái để mình khui rồi đó. Và thêm nữa là bạn này có một câu nói với em mà em thấy là thôi, chắc là cái trước sau thì mình sẽ lấy người này thôi, tại mình đã xác định rồi. Thì bạn nói với em một câu là trong tay Buôn bây giờ không có gì hết á, có chăm là điều quý giá nhất, có chăm là điều quý giá nhất. Ngọt ngào quá. Từ nãy giờ toàn nghe khen thôi anh ạ. Bây giờ khen quá trời khen rồi, kết hôn rồi đi, bây giờ đến phần này mà quan trọng này, thế có gì để chê nhau không? Bây giờ cho Buôn kể trước đi, trong 4 năm. Buôn kể trước nào. Trong 4 năm ở với nhau có những cái tật xấu gì của cô ấy không? Kể ra đi em, đây là cơ hội đó. Thì trong 4 năm hai đứa em về sống chung thì như anh chị cũng đã biết từ đầu rồi, thì giờ em mà không có biết làm việc nhà cũng như là không thích làm việc nhà luôn. Thì cái tật xấu của vợ em là nhà cửa cứ để rất là bừa bộn, không có dọn. Vợ em rất là thương em cái chỗ nữa là có nghĩa là một tuần em đi làm, một tuần em được về thì vợ em chờ hết công việc một tuần đó cho em làm luôn. Tức là vợ em không hề đụng vô một cái gì hết. Có những cái tật xấu mà ví dụ như là lên web và thấy bán đồ bán đạt trong phải đặt hàng mua này nọ đó. Có một cái bệnh đó, vợ em hay đặt đồ online rất là nhiều và có nhiều sản phẩm đặt không sử dụng đó. Cái vấn đề đó vậy là tật xấu đó em. Vậy là tật xấu đó em. Mà mua sắm cho em, mà mua sắm cho ai? Dạ mua sắm cho vợ em và mua sắm cho con mèo của em. À là con mèo. Thế là không mua cho chồng. Dạ mua cho em thì rất là ít, chắc một năm được một hai lần. Rồi rồi, ví dụ như mua đồ cho mèo thì mua gì đây hả? Mua đồ cho mèo thì mua quần áo cho mèo, mua rất nhiều anh. Không phải là mua một bộ đâu, mua nhiều màu và nhiều cỡ. Và con mèo nhà em nó lớn rất là nhanh, thì chỉ cần em thấy chỉ cần mặc có một lần thôi là bỏ. Rất là phí. Và thức ăn cho mèo nữa thì rất là nhiều, vợ em rất là cưng. Là vợ mua pate gan rồi pate cá ngừ, các loại mùi vị cho em mèo lựa chọn. Và rất là phí nữa là em mèo với em ăn chỉ một số loại thôi, còn một số bỏ. Thì em là người sẽ là người giải quyết những cái đó. Nghĩa là em sẽ đi liên hệ để mà cho những cái đó. Trời chứ để thì rất là phí. Em cho những người khác vậy. Có nghĩa là lo cho cái bụng của con mèo nhiều hơn cái bụng của bé Buôn. Thôi bây giờ được định nhường cơ hội cho Trâm đi. Đến lượt em rồi, vùng lên em. Mạnh mẽ lên. Nói về tật xấu, chắc chồng em có một tật xấu duy nhất. Chồng em ngủ rất là ngáy. Thì bây giờ hiện tại giờ là em quen rồi. Nhưng mà đi mình có nhiều cái mình rất là ngại. Tại nhà em ở Cà Mau, mà đi từ Sài Gòn về Cà Mau là tới 8 tiếng, là anh phải đi xe giường nằm. Mà lên xe giường nằm là chồng em ngủ rất ngon, và mọi người xung quanh không ai ngủ được. Ôi nghe nói này thương anh này quá. Thương quá. Tại thật ra cái ngáy đó em là mình đâu mình có không biết được, biết được không đâu. Control nó là bệnh lý mà. Đúng rồi. Đúng chưa? Thôi nhưng mà qua câu chuyện này, hy vọng là các anh chị mà chủ xe đó, khi mai mốt mà có thấy thấy Buôn đó, cũng đừng có để cái tấm bảng coi như là không nhận ổng nha. Vì tiếng ngáy nha, tại ra người ta không hề biết người ta ngáy đâu em. Đúng rồi. Người ta không muốn làm phiền đâu. Họ tội nghiệp lắm, tại vì tôi cũng ngáy dữ lắm. Thế ngoài ra thì còn cái gì, em có cái tính nào mà em là em khó chịu không? Đó. Kiểu nhây không, hay là lười không, hay là gì? À đúng rồi, rất là nhây. Nhây. Giỡn cực kỳ nhây luôn. Như là đi chơi với đám bạn em cũng vậy, cũng là chọc là nhây, nhây là nói nó hoài, nói khi nào mình quạo thôi, mình bực bội thì trong mắt mọi người mình đã hơi dữ dằn tí rồi mà còn nhây như vậy là khiến như mình phải dữ dằn hơn nữa. Như đi chơi cả đám bạn đi, như kêu thôi chọc lại chồng mà kêu nước cho các bạn đi. Bạn kia vừa mới nói là trà đào. Ổng qua đâm kêu bằng nước cam. Em đứng em nghe em nói kêu là trà đào mà tại sao mà kêu nước cam. Là nghĩa là nói xong rồi lại quay lại nhây nhây, nó hỏi tới hỏi lui, hỏi tới hỏi lui, rất là nhây luôn anh. Đó, cái đó là thật xấu đó. Rất nhây. Thật sự thì chọc ở nhà thì em thích chọc mọi người. Chọc mọi người cười, kể cả vợ em rất là hay tạo cho vợ tiếng cười. Nhưng mà mỗi lần bà giận lên mà có đáng yêu không? Dạ cũng đáng yêu ạ. Còn đáng yêu nữa chứ. Giận mà đáng yêu là được. Thôi giờ Buôn có mong muốn vợ mình thay đổi điều gì không nè? Ngoài cái việc mà em góp ý về cái việc mà mua hàng online này kia, vợ em mua nhiều thôi, còn em thấy những cái thứ khác thì em cũng không muốn vợ em thay đổi điều gì cả. Không thay đổi. Tại vì hiện tại là em thấy hai vợ chồng em rất là hiểu nhau, chấp nhận được những cái khuyết điểm của nhau. Hai tụi em thấy có thể dung hòa cho nhau được, bù đắp cho nhau được. Thế còn Trâm thì sao? Em có điều gì mà mong muốn chồng mình thay đổi không? Tới hiện tại bây giờ thì chồng đã có nhiều thứ hơn em mong đợi. Khi mà em mong đợi về chồng em á thì em cũng không nghĩ là sẽ có nhiều thứ hơn em nghĩ. Như là chồng em lãng mạn, tới một cái bữa tiệc hay là tới một cái ngày lễ nào đó thì dù không có ở nhà,
chồng vẫn sẽ đặt để người ta ship lại những món quà tặng em để tạo bất ngờ. Hoặc là khi mà chồng em ở nhà thì chồng sẽ nấu ăn và trang trí, chồng em nấu ăn rất là ngon và trang trí rất là đẹp để cho em cảm nhận được là dù chồng em ở một tuần thôi nhưng mà đối với em nó là quá đầy đủ rồi, quá chất lượng. Dạ, tôi lãng mạn quá. Nhưng mà nãy tụi em nói là 4 năm rồi tụi em vẫn chưa có em bé. Là do các em kế hoạch hay là có một cái nguyên nhân nào không? Năm ngoái thì hai chồng em cũng có tin vui, nhưng mà chắc là do thời điểm đó là em đang chạy có nhiều dự án của bản thân em á, nên em bé mới có 6 tuần, bé không có tim thai. Nên bác sĩ chỉ định là phải dừng lại. Thì thương quá. Vương có thể ôm vợ một cái được không? Hai vợ chồng em đã đòi bé rất là lâu rồi. Thì thời điểm đó là hai vợ chồng khóc rất là lớn ở bệnh viện luôn. Thì em khóc rất là lớn, em khóc có nghĩa là muốn banh bệnh viện luôn á. Thì ông này em rất là bình tĩnh nha, bình tĩnh để cho em đừng có quá xúc động. Nhưng mà khi mà nghe cuộc điện thoại của sếp hỏi thăm á, thủ trưởng hỏi thăm á, thì trên đường về thì bạn khóc rất là nhiều. Rất là em nghĩ là có thể đó là cái sự mất mát lớn nhất mà đó với em từng trải qua. Nhưng mà chắc chắn là em bé sẽ quay lại. Chị cảm nhận được cái sự chân thành mà hai bạn dành cho nhau. Hai bạn đã cùng nhau đi qua một cái chặng đường quá dài. 11 năm nó không phải là ngắn nha. Chị chưa giờ bên ai được lâu như thế. Nên chị rất là ngưỡng mộ hai em. Và chị chúc hai tình yêu của hai bạn sẽ một ngày nào đó sẽ có một cái quả ngọt đến vào đúng thời điểm. Hai em sẽ có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc bên nhau. Chúc mừng hai bạn đã gặp được nhau trong cuộc đời này. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng Trâm với Bun trong cuộc sống chắc chắn sẽ có rất là nhiều những cái điều nó không thuận như ý của mình. Bất như ý. Đúng chưa? Nhưng mà chỉ cần có tình yêu thương, có sự thấu hiểu là sẽ vượt qua tất cả. Chắc chắn. Mà biến những cái khó nó thành cái dễ. Đúng. Chúc cho hai vợ chồng em ha. Trong năm nay bác sĩ sẽ báo cái tin vui. Và qua năm sau có thể sẽ có một cặp song sinh xuất hiện trong gia đình của các em. Ok, được chưa? Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hôn nhân gia đình. Cảm ơn. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và em xin chào chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Đặng Thị Quỳnh Trang, hiện em 25 tuổi, em đang làm nhân viên văn phòng và sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Hai vợ chồng đến từ Biên Hòa luôn. Dạ. Đúng. Rồi hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Để về lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau thì cách đây 4 năm. Tại vì lúc đó hai vợ chồng em quyết định cưới thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Từ ngày yêu nhau đến lúc quyết định cưới thì mới gặp nhau chứ chưa gặp nhau mà gặp mặt nhau lần nào. Đến kết luận cuối cùng là mình sẽ cưới nhau thì mới gặp nhau. Còn bây giờ anh đoán nha, một là hứa hôn, hai là quen nhau trên mạng. Dạ đúng rồi, quen nhau trên mạng. Trời ơi, quen trên mạng bao lâu thì tụi em mới quyết định là gặp nhau ngoài đời? Dạ, chính xác là bọn em quen nhau trên mạng 3 năm. 3 năm luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà là cái thời gian quen nhau trên mạng là vẫn nhìn hình thấy nhau đúng không? À dạ vâng, lúc đó thì vẫn webcam được anh ạ. Webcam chỉ là lần duy nhất. Chỉ một lần duy nhất. Dạ đúng rồi. Bây giờ trước tiên hỏi Nguyên nè. Nguyên nhìn thấy cô ấy qua webcam thì như thế nào? Tại vì lúc đó thì em cũng có người yêu rồi. Nhưng mà vợ thì gửi tin nhắn kết bạn qua cái trang web trường xưa. Của cái trang web đó thì em cũng chỉ là chấp nhận thôi. Tại vì đơn giản là ngày xưa em thích bộ đội. Nên cái từ khi cái trang web trường xưa em biết chơi á là em cứ vô mấy cái trường bộ đội không à. Cái em thấy cái avatar của anh này nhìn mặt dễ thương mà nhìn cũng hiền hiền nữa. Xong em nghĩ chỉ có kết bạn để nói chuyện với các anh bộ đội xem như thế nào thôi. Chứ em không có nghĩ nhưng là... Nhưng mà lý do gì mà em lại thích các chú bộ đội? Dạ tại vì em thấy bộ đội đa số là người điềm đạm, rồi tính rất là hay lo cho gia đình. Rất là chu toàn nên là em ao ước sau này chồng em sẽ là một sĩ quan quân đội. Rồi sau khi mà gặp nhau ngoài đời thì cảm giác nó như thế nào? Em được đi đón vợ ở bến xe. Lúc đó thì em đang bị đau mắt, cũng đeo một cái kính đen ra em đón vợ. Thì em bảo thôi nếu như mà nhìn thấy cô đấy mà có vấn đề gì chắc thôi mình té luôn. Còn em thì sao? Dạ lúc đầu á là em xuống bến xe Mỹ Đình thì anh chồng em á thì anh có bảo là nhà anh nghèo lắm, cái anh chỉ có mỗi cái xe cúp thôi. Cái em trong đầu xong em đi hỏi tất cả bạn bè xe cúp là như thế nào để ra còn nhận dạng. Thế người ta mới chỉ cái xe cúp. Thì ra em mới tìm anh nào mà mặc đồ bộ đội em đi xe cúp cơ, chứ không phải là đi một cái xe ga hay là một cái xe gì khác. Cái em đứng đối diện với ảnh rồi nè. Xong cái em nói không, chắc phải không phải ông này rồi. Ông này nhìn ác thì sao sao, không có hiền. Cái
mà lại đeo kính đen nữa, bộ đồ ai đeo kính đen bao giờ. Xong cái em gạt suy nghĩ đó ra. Ổng gọi nhưng mà lúc đó em sợ người ta cướp giật điện thoại trước bến xe á, là người ta cảnh báo, xong cái em không dám nghe. Xong lại em hỏi em có phải là Trang không? Bảo dạ đúng rồi em là Trang. Bảo anh là Nguyên nè. Xong cái em nghĩ ủa rồi xong rồi, đời mình coi như là tiêu rồi, mình quyết định cưới mà ổng nó đeo kính đen, chắc mắt ổng bị lé rồi. Em mới nói thôi quả này thôi dẹp đi không cưới xin gì hết á. Tự nói với mình ha. Dạ đúng rồi, em nghĩ trong bụng vậy đó, dẹp thôi không cưới xin gì hết á. Về ổng nhìn đĩa rau ổng gấp đĩa thịt gà. Sao cái em ngồi sau cái đuôi xe, em không dám ngồi gần. Mà mặc dù đã ngỏ lời cưới rồi mà em không dám ngồi gần. Ổng kêu xích lại gần đi, rồi cái ôm eo anh nè. Xong cái em kêu thôi em ngồi xa cũng được nữa. Ổng kêu đường này nhiều ổ gà lắm. Thế xong cái bảo không em không sao em không té được đâu. Mình nói giờ mình lỡ ôm ổng á, xong tí mắt ổng lé thật là mình phải cưới thật. Cái thôi không có ôm. Sao cái về tới đơn vị ổng cởi mắt ông bảo nè mắt anh đau mắt thiệt nè. Xong bảo ồ nhìn cũng được trai ta, thế là cũng được thôi cưới đi. Thế là xong cái về là chuẩn bị đám cưới. Mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 22 tuổi. À em đang là sinh viên năm 3. Ủa nhưng mà cưới là lúc đó là ra trường chưa? Dạ chưa. Thì bọn em gặp nhau rồi cưới đi đến hôn nhân là vọn vẹn chỉ cho có 2 tháng thôi. Sau khi cưới rồi đó thì hai em có ở gần nhau không? 2 năm. 2 năm trời. Dạ. Và những khó khăn như thế nào ập đến với em trong 2 năm đó? Khó khăn thì cái lúc mà cưới nhau về mà cứ thấy 3 tháng rồi mà chưa thấy có cái gì á. Xong nghĩ trời ông này chắc ông tuyệt quá. Xong cái em cứ nghĩ xong cái ổng kêu tháng thứ 4 mà còn không có em bé nữa thì vợ chồng mình ra đây đi khám. Xong cái bảo nếu mà lỗi do anh á thì anh thả cho em đi lấy người khác, không có làm em khổ. Xong cái em ra được 1 tháng ăn dầm ở dề ngoài Hà Nội á. Thì xong cái đến tháng thứ 4 là về vợ chồng em có tin vui. Trời ơi trong suốt quá trình mang bầu á em tủi thân lắm luôn á. Cái đi khám bầu không có ai đi cùng hết. Cái nghĩ trời xong giống mình giống kiểu hoang quá. Xong cái bắt đầu mà thôi ráng đi, chồng mình đang làm ngoài không phải là chồng mình đi chơi. Xong quá trình đó là đến lúc em sinh thằng cu nhà em được hơn 2 tháng thì anh chồng mới vô. Lúc em đi sanh cũng đi sanh mình luôn? Dạ em đi sanh thì có mẹ chồng. Cái mẹ chồng em nói là cũng đừng có báo cho nó, sợ nó lo. Lúc mà em đau đẻ lên trời, em nghĩ sao nhiều người được sướng ấy, được chồng dìu dắt vô phòng đẻ rồi an ủi. Mình em có đi dọc hành lang mà đau đẻ. Xong cái tủi thân quá. Nhưng mà cũng ráng rồi, cũng qua hết rồi chị. Rồi bao lâu thì em mới về? Vợ em sinh sau 2 tháng thì em mới bắt đầu từ Hà Nội em bay về Sài Gòn thăm vợ. 2 tháng? Dạ. Ủa, lúc đó vợ sinh ở Sài Gòn hả? Dạ, vợ em lúc đó thì bố mẹ em đang ở Bình Dương. Nhưng mà bố mẹ em làm ăn trên Bình Phước, là vợ em lại sinh ở trên Bình Phước. À vậy đó hả? Rồi là em bay vô gặp con. Dạ. Rồi cái lúc đầu tiên em nhìn thấy con em, cái cảm giác em sao? Em thì lúc đó thì em rất là vui. Mà lúc đó em thấy buồn cười là bảo ủa, mình tuổi trẻ này đã làm bố rồi. À lúc, lúc đó em bao nhiêu tuổi ta? Lúc đó em 26 bắt 27 ạ. 26 còn 21 nè. Dạ. 22. Có bầu là 23. Tức là em sanh là lúc em 23 tuổi. Dạ. Em hối hận không? Dạ. Là sao mà mình đẻ sớm, mình lấy chồng sớm quá. Không, hối hận thì em chưa có nghĩ đến chuyện hối hận. Mà chưa bao giờ nghĩ hối hận mà. Lần sau, kiếp sau đẻ ra có lấy chú bộ đội nữa không? Dạ có chị. Nó vẫn lấy chú bộ đội luôn. Có cái khổ, có cái sướng. Sướng là cái sướng, mình lấy bộ đội làm sao? Dạ lấy bộ đội nếu mà được ở gần anh bộ đội á thì hầu như tất cả mọi việc trong nhà thì anh hầu như là ảnh lo hết. Ảnh lo từ A đến Z. Đón con rồi nấu cơm, em đi làm về chỉ có việc tắm rồi ăn cơm thôi, nghỉ ngơi thôi. Các bạn chưa lấy chồng nhớ nghe cái câu chuyện của cô này, về chắc kiếm mấy ông bộ đội cưới hết nha. Sao bây giờ vậy luôn? Dạ, tới bây giờ vẫn vậy. Còn sướng gì nữa không? Em thì không biết các ông chồng bộ đội khác như thế nào, nhưng mà ông chồng em thì ít nhậu nhẹt, rồi dạy con cũng rất là nghiêm. Là em sướng ở chỗ đó. Khổ? Dạ, khổ thì anh đã đi công tác này nọ, mình em với con. Thằng con nó nhỏ xíu mà mới có 1 tuổi mà mình em. Hai bên nội ngoại cứ kêu là thôi bây giờ để bố mẹ vô phụ cho. Cái em nói là thôi bố mẹ cứ để đó xem cái bản lĩnh của con như thế nào đã, để coi con có làm được không. Cái lúc mà biết ảnh đi Ấn Độ để học tập á, thì cái em cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình mà buồn là ổng này ổng không yên tâm ổng đi, thôi mình cứ ráng vui đi. Ổng đi mà ở nhà trời ơi, em cảm giác mà em không có làm được luôn á. Thay vì sáng ra là ổng đưa con đi rồi, mình chỉ có việc thay đồ rồi đi làm thôi. Bây giờ là mọi việc từ A đến Z đều do một tay mình hết. Mà chưa kể là thằng con nó 1 tuổi thì nó nhiều cỡ lắm. Cho nhiều lúc em mệt mỏi lắm luôn á. Nhưng mà cứ ổng này một ngày ổng gọi bên Ấn Độ về mà ổng gọi 3-4 lần. Cứ sáng ra là em đi làm chưa, em ăn sáng chưa. Rồi cái trưa lại em ơi em được nghỉ trưa chưa, em ăn cái gì, trưa nay em ăn cái gì. Rồi chiều dậy em ơi em đã dậy để đi làm chưa. Ổng gọi thường xuyên vậy, thành ra mình có mất cái cảm giác xa cách với ổng rồi.
Xong bẵng một năm ổng về thì em nói ủa mình làm được chứ mình không có cái kiểu mà ỷ lại. Tức là mình đã vượt lên chính mình. Đúng rồi, đã vượt lên chính mình. Mình đã thấy quyền linh rồi. Là tụi em là lấy nhau được bao lâu vậy? Dạ vợ chồng em lấy nhau chính thức là tròn 4 năm 2 ngày. Rồi bây giờ trong 4 năm đó có tật xấu gì lòi ra không? Trước khi cưới á, cô ấy nói một câu là anh cứ lo mọi chuyện đi, còn tất cả việc nấu ăn để em. Dạ. Nhưng mà anh nói ăn ngon lắm đúng không? Dạ. Không, lần đầu tiên về làm dâu thì em biết luôn ạ. Là cho một món cá kho mà bố em không ăn nổi. Tại vì là cô ấy ở gần biển chắc nhiều muối. Hai nữa là em mà ví dụ em có nhắn tin với ai một cái bắt đầu giật máy. Anh nhắn tin với ai? Làm em nhiều khi đang nhắn tin bạn thấy xấu hổ. Bạn đâu biết đâu xấu hổ. Còn gì nữa? Có cái nữa là cứ có một lần là em thì em xỉn rượu về, con thì tóc tốt. Hôm đấy em cắt tóc cho con, bình thường thì em cắt tóc cho con thì cũng đẹp lắm. Nhưng hôm đấy nào em lẹm quá đà, con chọc mất đầu. Rồi, cái gì bán hả? Không ạ, nghĩ sao mà ông lấy thân đơn, cạo 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 rạc rạc. Mình chắc ngày thường ông cắt tóc cũng đẹp, thôi chắc nghĩ là chắc ông chuẩn, thôi cứ làm rau đi đã rồi tính sau. Cái lên nhìn thấy con nguyên, có nguyên cái chỏm này nữa thôi là sắp đứt rồi, là sắp coi như là cái đầu là trắng tóc luôn, không còn cặp tóc nào. Xong cái em mới điên quá, em giật con đi rồi bảo anh làm trò gì vậy? Xong bảo đưa con đây, con của anh mà. Xong cái bảo em mới bảo con ai? Tôi không đẻ, ai lấy anh lấy đâu ra con? Thế là xong cái ổng bảo đưa đây anh cắt tiếp, anh cắt đẹp mà. Rồi sau cái lúc đó là em đùng đùng cái em đòi bỏ đi. Em nói trời anh không nghe em thì thôi giờ bỏ trong cái. Nhưng mà được cái lão này không bao giờ lão xưng gọi là xưng tao mày hay là gì hết. Chưa bao giờ xưng cô mà chỉ có xưng em với tôi, là lúc đó lão tức nhất là em với tôi. Rồi giờ tới em đó. Nói chung là chồng em thì cũng không có cái điểm xấu gì, chỉ có điểm xấu duy nhất là ổng giận, ổng hay im lặng. Em khó chịu lắm, em thích cãi nhau là phải có người đối diện nói lại cơ. Lý do gì mà em im lặng vậy? Tại vì em là nghĩ là em mà cãi nhau với phụ nữ thì cũng không hay lắm. Thôi cứ để vợ thắng đi. Em cứ cho nói hoài, nói miết. Em một là đi ngủ, hai em ra ngoài uống xong ly cà phê về hết nói là thôi. Mình là chia sẻ với bạn, mình giống bạn ở điểm. Không bao giờ thay đổi. Thôi bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là nói thì cũng phải nghĩ xem là nói chồng những cái gì. Tại vì công việc của em nó cũng không giống như những người làm ở ngoài. Tại vì là thời gian của em thì nó cũng gò bó. Nên là em chỉ mong là vợ em hiểu làm sao là biết là cái thời gian của em nó như thế. Chứ không phải là ép em làm cái này cái kia được. Còn thay đổi nữa là có cãi nhau thì thôi đừng bảo viết đơn nữa. Bố mẹ em bảo là đã lấy nhau rồi thì tối kỵ đừng bao giờ nói câu đó. Dạ. Kiêng kiêng tức là ông bà kiêng. Dạ. Ta xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Ê, ngồi bên đây. Đây, trời ơi, một cô bé. Một cô bé trẻ trung, hiền hậu đúng không? Rồi xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Chị đi, chào anh, quý, chị đi. Anh chị đi, anh chị đi cho trẻ tin nha. Đây, anh rồi. Chị đi trở lại. Rồi bây giờ sao, có cơ hội hợp gì không? Không có. Xin chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, mời em thôi, cứ thoải mái. Rồi sao em tên gì? Tên Mai Văn Trung. Quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ở Bình Định. Trung Bình Định. Mới vô luôn. Mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng luôn. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn xíu à? Đi xíu hả? Dạ. Chào mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Quy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Mới có 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Rồi trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ rồi. Dạ. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào?
đoán nữa đây, anh tài xế này. Tài xế chắc là đi đến công ty dược để mà lấy thuốc rồi gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Không có, là mai. Là mai. Là mai. Dính đâu. Bởi vì em là mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được đám mấy. Chị phải dẫn ra là mai. Dạ. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là mai đó như thế nào nè. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp thật đẹp của mình được không ạ? Đó rồi. Dạ. Câu chuyện là mai sao nè? Chị ở nhà mới kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Thôi mình cố gắng kia này, theo chị đi ra người đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà mình nhé. Được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, dạ, nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mơ liền. Dạ. Đúng không? Thế cũng được. Chứ sao được, dạ, quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè, không nói chuyện hay là nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình được. Đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì? Hả Quy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em bảo anh này, em thấy sao? Đã gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hủ, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh, thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy, thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, là cái gu của em là như vậy. Dạ, khoái. Khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái vì... bờ mông với tấm lưng là. Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi. Xây một vòng cho anh coi. Xây ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay qua đây, quay ra. Giờ teo rồi. Giờ teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, 17 tháng chăm con ta sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Bực mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về rồi, về đêm sau. Ra tiếp. Ra tiếp nữa. Yeah. Ủa là sao, sao? Em nói chậm thôi. Tức là ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Dạ, ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sẵn vô nói chuyện với mình luôn. Đu đi Ufer. Xin ba mẹ đi uống Ufer. À, cái gì? Là đi uống cà phê. Uống cà phê. Đi uống cà phê. Dạ. Tôi qua nhà là rủ uống cà phê rồi đi. Uống cà phê. Uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á, là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày hả? Một ngày. Là bữa sau ngày hôm sau là đi uống cà phê luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào mà hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở bé đi. Hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. Hiểu không? Nhưng mà đi là ông anh bảo kê. Ghê. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Hai đứa vô quán. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Với nụ cười. Với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống ông trước. Không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đuổi ra đuổi. Về là đuổi. Đi ra giữa đường á. Là sao cái bữa đó đâu. Sao cái bữa đó luôn. Là ra đuổi luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi đặt bên xe. Mấy ngày sau là đi chơi quen rồi. Là anh ngồi trước, anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đuổi á. Rồi phía sau cái gì đúng không? Dạ. Lái xe xong rồi là hiện tay đó, rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không. Nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn, cứ đi lái rồi người ta đi cầm tay rồi. Cứ ra đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà. Chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Tới nhà. Nhưng mà đi tới mấy giờ về?
là ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Dạ. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Gần tháng là đã đính hôn rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Khoái quá. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cắt cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là. Dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ anh. Cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Trăm mấy. Chập mấy thôi hả? À? Gì bèo vậy? Chắc là đi riêng mà, giờ cho xong rồi tối gì đó là được. Là ngày nào vậy? Có Zalo mình mới luôn là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không biết nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết, nó chậm chứ là chồng mình là không biết lên. Nhiều à. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thật ra bây giờ người dễ ta gặp không ai cái vô chat đó cái... bấm vô cái nói được nói rồi á, cái em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có chứ, có được. Đúng không, đúng không? Mới vô mới ngủ luôn à. Ôi vậy đó. Mới chừng nào mà ngủ không? Nói chuyện xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm á. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó. Hiểu gọi điện là ngủ à. Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì, không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái đấy, hiểu không? Gọi này, nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo và ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau qua Zalo. Cái vậy mà cái bé nói là gì không? Cứ gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Làm như là quen hơi đó, quen giọng nghe cái giọng là về phải luyện à, chứ luyện không được. Chồng là lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Giận. Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy, mày gọi sao mày gọi tao đéo nghe. thật thà dễ sợ. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là xuống luôn. Tao không cần luôn. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chết cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em nhớ chịu là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ờ. Khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi thế á, bữa đêm này gọi lại thế á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới rồi khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Tìm hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có
kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8 giờ, 8 9 giờ anh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy sau. Nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Người đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Và đêm sau. Và đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Dạ. Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. À, có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết mà. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu em tiên là đầu tiên mà. Luôn. Dạ. Bé vợ anh. Nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Không. Dạ không. Vậy hả? Không khóc. Vui trời quá. Nghĩ không luôn. Quá mà. Hả? Rồi bây giờ là coi như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chàng nói trước. Thật sự. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính lắm. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bơ bổng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trợn mắt lên. Trợn mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình dìa lại. À, mình đi ra ngoài chút rồi mình dìa. Nóng tính mà. Ừ. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ, đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ, chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Đâu, em đi em cắt. Ừ. À. Này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi, còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. À, hay quên, hay quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đó con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ, em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại điện thoại là 24/24. 24 là cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi coi. Này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm chuyện kia bán thoại làm ấy, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy đó hả? Làm không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó, nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Cũng được. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì? Tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ đâu không được đi. Dạ sao không vậy? Được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có một ngày một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều em được. Uống bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có. Đó thì không để chỉ cho để chị chỉ tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi nha, rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm, cứ quét là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Đó bây giờ gạt ra cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha, nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta. Hiểu không, con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được, mình làm cho vợ mình mà đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều với lại là thì cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á.
Rồi nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ không quýnh nữa, bỏ đi chơi, bỏ đi chơi ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi luôn. Bỏ tới bao mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm ấy ạ. Tắt ngay. Tắt ngay. Có dạng quánh lại không? Không. Sao quánh được? Giờ sao quánh đâu quánh được đúng không? Được, giờ quánh. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều mà lúc ghen mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào gươm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có, không có, không có. Ghen mà chối. Dạ. Rồi không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào à? Thằng nào? Ừ, thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ. Rồi còn thật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu đường phải tật xấu tốt, đâu. Đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng ra ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, liên thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó là tại em đó. Em khoái đó, lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Đó thì nó không mà tiêu hóa tốt hàng chi nó ốm. Dạ. Thiệt mà nó phải xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như là con của mình. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm ạ. Dạ, tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ, mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt rồi bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng, hai tay. Dạ, cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi, bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Bớt chơi game, lo việc nhà. Là kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bớt game. Chơi game cái đó không tốt. Nhiều khi mấy anh nhà nó chơi game đó. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt. Bị gì? Bị sỏi mắt. Sỏi tức là mắt hột á phải không? Dạ. Bị mắt hột quá đúng không? Dạ, cường nó hả? Cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắt hột đâu? Bị cường á phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em. Nay đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. À. Được gần 3 tháng. Dạ. Ba tháng hả? Dạ, gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Ổn rồi. Dạ. Bây giờ có một trò chơi, ví dụ như tối á. Tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á, bắt chồng ngồi bắt đầu luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không? Mốt con mình đẻ ra bắt ổng dạy. Dạ. Cho mình đỡ cực. Dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này, thế này, kia nọ rồi. Bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn, bắt ổng. Hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ. Đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị gì mà ấy điện thoại nhiều là nguy hiểm lắm á. Rất nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Lâm thổi luôn à. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con vui. Dạ vâng ạ. Rồi giờ mình bốc thăm nha. Bốc thăm.